qualify. Hết 120 hết chưa? Hết 100 thêm 20 nữa. Đúng. Thấy da không che? Yeah. Thấy ở trên màn hình thấy không? Thấy. Ở chỗ này nó hơi mắc rồi nè. Bữa này cái này chưa có tăng đăng đâu, cái này làm thử coi thấy được cái ấy để mà mình biết đường mình đặt cái góc quá chứ, để cái góc thử đi, làm thử. Thấy già không chê? Bự cho bá luôn. Được chưa? Ê, em đẩy khác rồi. Đúng rồi đó. Người ta là có người người ta cảm ơn đó nha. Cảm ơn người ta quay đó. Còn mình ở này coi này mà cái cây này quay cũng bảnh ha. Ừ, phải đặt góc quay cho nó chính xác. Bởi vậy em chưa biết được canh cái góc quay nè, mình thử mình làm để coi cái góc nào nó thấy cái da đó. Nhẹ nhàng quá ha. Ừ. Cái này lấy nhẹ nhàng quá ha. Rồi tắt cho chết, tắt thử. Rồi nãy giờ có quay không?